Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, ngày Chủ nhật cuối tuần, thời tiết trên cả ba miền đất nước có sự khác biệt. Nếu như ở miền Bắc, trong đó có thủ đô Hà Nội, trời vẫn nhiều mây, mưa rải rác và dịu mát, thì từ Trung Trung Bộ trở vào đến Nam Bộ, thành phố Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh đều có nắng, nhưng cường độ nắng giảm hẳn so với những ngày trước. Dự báo một ngày thời tiết khá dễ chịu. Ở Bắc Bộ, do tác động của không khí lạnh nên hôm nay trên toàn khu vực, trời vẫn chủ đạo là nhiều mây, mưa có thể xuất hiện rải rác bất cứ thời điểm nào trong ngày. Vì vậy mà mức nhiệt ngày chỉ trong ngưỡng là từ 23 đến 25 độ, trời dịu mát. Riêng phía Tây Bắc thì mức nhiệt cao hơn, trưa nay dao động từ 28 đến 30 độ. Ở miền Trung, cũng nhờ tác động của không khí lạnh mà mưa vẫn xuất hiện rải rác nhiều nơi, nhưng tập trung về chiều và tối. Còn ban ngày thì trời nhiều mây, nắng gián đoạn. Mức nhiệt cao nhất ngày ở Bắc Trung Bộ chỉ trong ngưỡng là 25 đến 27 độ. Khu vực từ Trung trở vào đến Nam Trung Bộ, nhiệt tăng dần, phổ biến trong ngưỡng là từ 31 đến 33 độ. Mức nhiệt vừa phải và dễ chịu. Tương tự ở phía Nam, sau nhiều ngày nắng nóng thì hôm nay, Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ có ngày Chủ nhật trời không mưa, nắng vừa phải. Mức nhiệt cao nhất ở 5 tỉnh Tây Nguyên dao động trong ngưỡng là 30 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ nhiệt độ là 32 đến 34 độ. Nóng chỉ còn xảy ra cục bộ tại các tỉnh miền Đông Nam Bộ. Trên biển, vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc không mạnh ở mức là cấp 4, cấp 5. Tuy nhiên thì những cơn mưa dông xuất hiện kèm theo nguy cơ về lốc xoáy và gió giật nguy hiểm. Còn ở ngoài khơi, trên khu vực phía Bắc của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, gió Đông Bắc đến Đông, cấp 3, cấp 4. Khu vực phía Nam của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Trường Sa, gió nhẹ. Cả hai huyện đảo là Hoàng Sa và Trường Sa đều ít mưa, tầm nhìn xa trên 10 km. Bản tin thời tiết sáng ngày 26 tháng 3 xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.